sao đây? Về hả? Phải. Đi đâu vậy? Về nhà. Rồi sau đó? Đi làm. Không đi làm được không? Không đi làm anh vui tôi à? Ê! Lại có chuyện gì? Tôi nuôi cô. Anh nuôi nổi anh trước đã. Thằng khờ. Cắt! Cắt! Thầy quay mới. Tắc kè, tắc kè diễn viên à. Anh thấy hút ra Vũ. Anh lựa chọn phong cách, hình tượng hài kịch mà anh bảo phù hợp. Diễn viên bối cảnh chả hợp gì đó. Anh hay quá ha. Hồi xưa anh nổi tiếng nhờ băng đảng. Bây giờ tự nhiên anh bắt tôi làm ngược lại. Thì mình phải thay đổi cho phù hợp chứ em. Nếu mà anh thấy hợp á, thì thôi, anh vô đóng luôn đi. Trời ơi, em nói gì được, anh đóng được thì anh đóng rồi. Thì đó, cái đó mới là giá trị của tôi. Còn nếu mà anh cảm thấy khó quá, đổi quản lý đi. Em,